Bùng dù kiếm mô tỏa chiến hâm, mô tỏa ngăn bằng lịch trình công biển và dìm đài truyền hình Việt Nam nhì. Mô tỏa chiến hâm, đồng chí Tô Hiệu dùng dìm hiáng dết trên chú bách dìm nhì, dìm thôn Xuân Cầu xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang xanh Hưng Yên, tỷ đao mày còn đố văn kiến, tỷ bung dìm khởi nghĩa bãi sậy tư khiếu tháo thăm dìm lầm cũ. Giấy miền dìm đồng chí Tô Hiệu đã bách liệu dệt bài tổ khô mình còn đố năm cũ, mái cháy tói cứu lịch sử đấu tranh cách mạng dìm đảng, dìm cú vĩnh biển Việt Nam. Đồng chí Tô Hiệu này biết dịch làn biển, nhâm con, lù khoai, mạng thứ, mài chám diêm đảng, trên cháu công chuẩn con vị yêu phán kháng cơ sở kêu sản hay cách mạng, bong tiểu quyền tổng tàu thúc bến tràng, quốc tế lịch sử cách mạng Việt Nam. Giới biển, tổng sinh năng, tò di, mài cáo, tế tiểu, diêm căng, nhiều tròi cách mạng bài lớn rồi dùm đồng chí Tô Hiệu, màn tỏi này bây giờ nông phán viên bôn cán bộ, đảng viên cứu biển dân vô cũ, có thóng biển đi khỏi nai cứu gàng hoi khổ tổ mạng căn. Kiều tròi diêm lãnh biển cộng sản diêm đồng chí Tô Hiệu này bây khắc kiệt buồn mài choái diêm đảng kiểu cách mạng Việt Nam, mài bình kháng kiều tròi kiểu bất chàng tốt màn tỏi diêm biển dân Việt Nam nhiều. Kháng cho chính chú bếch chú chữ bếch, xanh ủy Sơn La đã tỏ ruốn để không biểu cầu này. Này khít đi sông bếp phái, kiểu hút chê tu bó và cằn đu không biểu cầu còn. Vậy đồng chí Tô Hiệu chuống bị đảng Úc Ban ước khí đã quy xấy bị mổ chuồn kháng chết trên chú bếch phái chụp phái. Không biểu cầu Tô Hiệu Sơn La đã bến dạng nông vắng bình kiểu trời, mạng quăng lống bình cách mạng, mình hiểu trời mày trên diêm lành biển cộng sản, biển cách mạng. Con thần hay dê tổng trắng tháo bài vây diêm út tạ khiếu yên tá kiếu năm búa có xuống kiếu bầu bèn. Nhi khoi dâm biết tưởng niệm liệt sĩ Tô Hiệu đảng bộ chính quyền xã Hưng Yên, tổng xích khoi chiếp khung tráng điểm dệt bé diệp kháng khoi dung đồng chí Tô Hiệu, kháng chất trên chúc bé diệp nhảy kháng ít chín ghi diệp nhảy, kiểu bé chiếp lên bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia tống lưu niệm Tô Hiệu. Khang bố tráng đàm biển cô, Sơn La đã giải phóng bài phát chiếc triệu kháng. Lám quý bài y sồn bóp bom châm thực dân Pháp kêu đế quốc Mỹ, chết chụp hám bài ni. Còn dân hát này tháo đề trá di tích quốc gia đặc biệt, bèo tù Sơn La vận sông mày. Hán dịch tiêu buôn buồn Úc Khang lịch sử đấu tranh cách mạng, nhiều tròi dâm lành biển cộng sản, mà trên kêu đã bế chỗ vấn vậy thực dân Pháp. Diêm út tống trong khao cả thành phố Sơn La, bèo tù Sơn La bài dệt không biểu cầu manh lống, chàng diêm cuốn này bèo kinh, lù khoai, tò căn năm búa chiến sĩ cộng sản Tô Hiệu. Tiếp bèn goi, đi tông sĩ kháng. Bèo tù Sơn La tới hiếu tháo đại bích kháng út tống để cầu diêm út lồn đào vậy bích xếp tình gì gan út bèo tù cồn đào nói tống tổng xếp vấn bài chấm làn biển tò con diêm út đảng kháng đồng chí Lê Xuân Trường Trình Văn Tiến Dũng Lê Thành Kỳ Nguyễn Lương Bằng cứu bằng tước vợ đỏ đại bích công lồ diêm út đồng chí Tô Hiệu cứu có buôn muối tỏi nét chính bê út khóm biểu cầu tò căn đồng chí diêm búa đại bích diệt phắng buôn tháng gì chàng nàng bài lống cứu bế hiệu trời mài chiên diêm có làn chiến sĩ cộng sản diêm út tống tù vấn ngược dòng lịch sử bình cách lịch sử căn kháng chết chiến trúc bế lệnh kiệt diêm đảng thế kỷ thực dân Pháp đã chế điệp bèo tù Sơn La buồn chấm liệu vấn có làn viện hắc tượng phạm coi tàu khoang phục ngắp bài bia bế chí vuông kháng chết chiến trúc bế phạm diệp niệm bua kháng bế bó liều của sản khí cách mạng diêm ngâm mài pháo trăm
bếp pháp sẽ khỏi quán pháo mà dễ trên bẻ bách trí liệu bách dễ trên dịp bách trí vuông gắn chất trình chúc với chịp cái nét bèo tù sơn la thuốc viện bến tràng kháng bèo ngục sơn la tái cứu tiểu hán tỏ nét tóng bến tràng dịch tóng địa cục điều bếp vấn căn khán giới trình chúc bếp phạm chịp thác kháng giới trình chúc với phế chậm trên trí chiến sĩ hám của Việt Nam đã bách trộn vấn dịp nay nang bách khuất dự tiến trưởng trình Nguyễn Lương Bằng tô hiệu Phạm Quang Lịch Nguyễn Văn Trần Trần Quý Liệu Xuân Thụy Trần Đăng Ninh. Lám quý tí tiểu khăn deposit áp vấn dân thực dân Pháp lên huyện Cộng sản đa bức cháu bôn bèo tù thực dân bến tràng này bác họ toàn hộ cách mạng bến tràng khác dễ năm tường bánh mài nắm bến tràng khác tế gạch đi xếp mài chôm dâm các đồng chí cho đại tế lục huấn bến tràng dệt tiêu tàu viên cách mạng giếp canh muốn tội các phiến biển sơn là phải ba dồn kiếp lắm pháo liều bếp bốt dán chú tiêu thống trị dâm thực dân đế quốc. Di tích bèo tù Sơn La căn này bến chẳng phán dâm chủ nghĩa anh hùng cách mạng này bếp cắn dầu trời ói chó đồ điệp tự do nhô trôi lắm pháo mài cháy dẹp có lần biển cộng sản trên thán vắng rồi mình hiểu trò dùn kít vĩnh biển tông nói non tóng cuốn cấu tiếp phán bình lịch sử đa bếp con chúa tiết tiêu chui dâm nay vẫn sẽ cuốn cấu và chám tiền của mạng chuẩn kéo tới bài phí tế dầu tư liệu phán bình đồng chí tôi hiểu tháo chiếc tống di tích diêm sơn la bèo tù sơn la chấm bếp mạng tu khấm biểu cầu tôi hiểu quý nó không biểu cầu nay để tổng bếp mài lây này bên đi chi gói bèn bếp đảo cuối chỉ buồn đi chá đà bếp bàn on đồ đẹp tự do chấu bàn kéo lùng đia đi chá buồn chiếc đảo cuối bài cao lống cao rồi mẹ hát bé hồ ấy tập bếp đàn khít có hát đại chỉ bộ tổng anh chàng chuẩn có làn anh cùng vậy đọc cua vậy làn biển dân đồng chí tu hiệu dung khán rất chỉ chúc bác chậm dậy dâm thôn xuân cầu sàng nghĩa trụ huyện văn sàng sánh cường yên dâm chỉ béo miền này bếp nho chúng ta đều biết rằng là chưa bôi tổng di khiếu béo biển dọc còn đi tộc ảnh cờ khô tới cứu sĩ cán bến tràng Việt Nam nhột tròi dìm về làn biển khô pháo nghe tiết tiểu khổ luyện dìm buồn xin tô hiệu buồn lống dùng chốt dìm dịch béo biển này biết bèo nho mày còn đố năm cuối giúp bất tổng hăng cống làn biển ảnh cờ khô nhất tới cứu sĩ khu pháo bến tràng Việt Nam nhột tròi hăm cuối dìm đồng chí tô hiệu này khỏi tàu can tem ma này biết cố cô thị lý, cố cô thị lý này biết cố tật sĩ dâm tướng quân bãi sậy Ngô Quang Huy. Cách út khơi sông bếp váy, tế toàn phôn dâm cố đã dùng chuất. Tình chết này biết tô tu này biết có khô, tình chế này biết tổ chấn gan tài. Tổng bất diệt béo viện cách mạng tôi khiêu thảo chém, gan này biết cố tổ thị xuyến cứu tổ thị phúc, cứu tô hiệu này biết toàn man. Các nước khỏi dòng bếp váy, tí toàn tí sĩ đạt tư cố có bị tí tiểu câu, mình hiểu trò chống phan. Với tổng chiến này, kháng quá tàu năm cuối tổng chiến bài can lạnh mà. Găng tài bi mua khọ tô, dâm tài bài y môn, đại bếp tô hiệu tô chấn, chuẩn cứu tô quang đỗ, tô dĩ tổng chiến chuẩn bị cách mạng. Anh trai tô hiệu là tô chấn, một lãnh tụ của Việt Nam quốc tô hiệu như có đại bích tô chấn và lành bền lãnh tụ trong Việt Nam quốc dân đảng tô chấn đi xiết ngang cõi tái lầm quyền đông dương chỗ chó kiểu bích chỗ kiết cánh tái càng kiết chăm trồng bài kháng bếp vấn tháo cố chỗ tò chốt côn đảo dâm côn đảo tô chấn chốt dập đảng cộng sản đông dương kiếu chết túc phái công đại bếp béo chốt đại tù chuẩn kiếu ngô gia tự mắt buồn lống tổng xe đạp điếu mạng liêu kháng chất trên trúc bấy nghị chập lũ khiến ngâm chụp phẩy kháng tô hiệu đã trộn biệt cháu có tiểu công tham cua kháng chất trên trúc bấy phạm chiếm trên Sài Gòn tô hiệu chỗ thực dân phàn chó kéo bất kết án bê kháng tô kéo bất tò chuốt côn đảo kháng chất trên trúc bấy phạm chiếm dậy trên bèo tù côn đảo đồng chí tô hiệu tức kết nạp về đảng cộng sản Đông Dương
Chỉ khiến trộn chóp vấn dâm tù con trào tú buồn có làm biệt chiến sĩ Cộng sản, quốc thống Bình Đảng Khang Nguyễn Hới, Ngô Gia Tự, Tôn Đức Thắng, Tống Văn Trần, Tô Kiều, Trà Bích Cành, Chuất, Điều Bích Diệt Cứu Khổ Tổ, Kế Bích Siêu Chíp, Tế Tiểu, Mình Cộng sản, Trần Chấu Công, Can Tế Tiểu tổ chức chỉ đạo dâm chi bộ đảng dâm vô tù. Đồng chí Tô Kiều đã biến trạng lên biển Cộng sản dâm vô tù, Kế Bích Chuẩn Chấu, Quốc Khang, chế liệu chi bộ dâm biểu tù côn đảo. Nói tiểu nay, Tổng thiết chấu Mai Diễn Hồng Hiệu Trời, Diễn Bích Hồ dâm Tô Hiệu, Viện Các Lần Biển Hàm Quốc, Bến Trang Lần Biển Cộng sản, Kiếu Tổng Xếp Bông, Biểu Úc Khang Bằng Tình, Tiêu Tò Con dâm Đảng, Diêm Quốc Hữu Kiện, Diêm Úc Khang Bó Tráng Kết Bệnh, ngay lầm dâm chú biểu tù côn đảo. Ngay ở trong nhà tù côn đảo. Gần hết chốt tù, Tô Kiều tú cúi xuống côn diêm út tại Pùng Hương Yên. Gần dịch ban bia kháng chết trộn vấn diêm côn đảo, kháng chết chú bái phạm chụp với duấn lăng. Này khi này đồng chí Tô Kiều đã bếch trộn nắng bên hấp bút lù ní mẹ, tờ bếch cúng cô thị lý dịch Pùng chiên bếch liều khát liều phiếu bằng trò bún tà tôn tờ cố tùng máy gan tà tôn. Cố con để trá chế bộ bông tố hát này mẹ, mặn đại bếch hiện phú mẹ. Tàu bếch cố chân biếu tổng chế đà lo dịch làn biển, xí dâm đài chốt lăng, búa bếch Nguyễn Thị Tì, gan tàn bình chốc công khiếu bếch Nguyễn Thị Vân Tường, mặn tình gan tài bếch bùn y tàu dốn kiếu tòi bếch chấu trình cha. Này làn giống biển này đã bến chàng chế tạo áo gan hòi dùm đồng chí Tô Hiệu Nhi. Trộn biển khiếu tháo cụ tỷ đại chính bên làn biển bạn, làn đồng chí, bên dịch làn biển, mạch ói diêm làn Tô Hiệu dệt ban. Sau dâm đạp viên có thổ trạ tàu di mách khôi chuốt tại tổng chức mách con, di mách phản đảng. Mạch quý khắc dệt tiêu nắm choái, cụ tỷ tổng chức đã khai bày. Choái về làn biển trình niên kết bạch Tô Hiệu căng tài mái ói khái làn tổng cho mái đồng cố tính can kháng chất chiến trước bái phạm triệp chu ô khít buồn làn biển bạn Tô Hiệu trầm út ruộn buôn tháo khít cố quý giấy đại bế lộ trầm phạm kháng chân giấy biển tổng chết chuống ông kêu bế liệp đóng chip khung dân chủ beo. Tàu can quý dệt bông tế tiểu môn diêm quốc kháng nghề chèm kháng biển chốt khát pháo cáo chống trả điếu bành buôn tiêu đồ điệp buôn dân tộc này biết công sĩ trên bếp bài chói Tô Hiệu pháo Hà Nội lo buồn có tổ chức kế chuẩn có trò hệ thống tổ chức đảng kéo sang khai cách mạng trên Bắc Kỳ hưng há kháng chất trình chúc bếp phạm chụp chết sứ ủy lâm thời Bắc Kỳ tức tràng điệp đồng chí Tô Hiệu bầu bìa ban thường vụ sứ ủy chiếm giết há kháng giết trên chúc bếp phạm chiếm chết chiếm hội kỳ tràng liệp liên sứ quỳ Bắc Kỳ Bắc Trung Kỳ đồng chí Tô Hiệu đúc bầu biểu ban thường vụ liên sứ quỳ tháo kháng giết trên chúc bếp phạm chiếm chu đồng chí đúc phái công phụ trách tống khu B gan liên tỉnh B mai có sách duyên hải Bắc Kỳ kiếu Hải Dương Hưng Yên chốt viên phụ trách thành ủy Hải Phòng mai tiêu chỉ đạo dâm đồng chí Tô Hiệu tổ chức đảng kiếu sang khai cách mạng dâm có tỷ buôn dâm khu B nhất bay Hải Phòng đã đúc có trò kiếm mai tiêu phản kháng bài hình cố tính tan bết hạ kháng chất trình chúc bếp phạm triệp chu giúp Hải Phòng đạp bài cuối phạm triệp dồn đấu tranh bài chuốt can lầm có dồn đấu tranh giam y kháng chất trình chúc bếp phạm triệp chết chất trình chúc bếp phạm triệp bết giúp đại bằng đỏ dồn bãi công chốt tốt phải khiển giam công nhân bèo máy tơ hưng há kháng chất trình chúc bếp phạm triệp chu giam dề khá kháng chất trình chúc bếp phạm triệp chu đồng chí Tô Hiệu trộn thực dân phan chóp về tên dày dồn chết chúc vấn giam đề lao Hải Phòng bèo tù hoạt lò liễu bất kết án pa kháng tù tàu pháo biểu tù Sơn La. Chỉ kênh chiếu công chiếm khu B, đồng chí đã phát công công sĩ, điều bếch tàu con buôn cán bộ đảng viên, gan tài biến chẳng có lành cán bộ cấp hàng chiếm đảng, buôn chỉ có chẳng thăng đồng chí Nguyễn Thành Bình, Hoàng Ngân, Ngô Minh Loan. Diêm biểu tù Sơn La, thực dân phàn buôn chế liệu hệ thống vòng giam, buồn miền, tốt phải trên kế bếp bền hăng tí, quá trên, tùng dây khác quá điểm bù cháu.
Đồng khách có tiểu công cha tấn địa chiên bên thi là tiết tiểu đạp bằng thức bộ dâm hát quái sâu dâm rạn công sứ Sơn La to pháo bộ thống sứ Bắc Kỳ kháng chết trình chú bác phạm chân dị. Tác ngại khốn liền tập đối tháo chính trị tế lãnh viện băm chui pháo Sơn La đi bộ dâm hòa lò nại bích tế tiểu xe kháng khấu liệu bích trị pháo mai cú khá nị bộ xe bút bành kêu bách tài. Khó dân thích chỗ vấn, chỗ bó, dèm tính, vẹo tù, sĩ bó bài ni, dèm thực dân phát thăng côn đào, Sơn La, đồng chí tốt hiệu phần, dù căn hiệu tròi cách mạng, diễn về gan hoài dèm sự nghiệp cách mạng, đồng chí vẫn thích chuẩn đấu tranh chống chế độ, lao tù, phản động, có dèm nhận, dèm tù nhân, tổng thích trần khoi chuẩn con giáo bình lý luận cách mạng tế tiểu công yêu lần biệt dân nhu cứu nghĩa vào tù nhờ trời cách mạng kiểu bếp bốt trắng dìm chiến sĩ cộng sản ngâm chỗ vấn đèn khôi mấy cạnh bài tổ chức bài chốt các dồn phi danh diêm út lần biệt cộng sản kiếm biển quốc dân đảng bồi biển đồng chí kháng công kích kiếu tòi phi bó có lần biệt cộng sản chân chính chết chỗ chó đồng chí chiên chiếc bài ngành hiếu tám hồ kiếm biển cộng sản điều bồ xì nhốt màu hát này ban chốt bài chằm phái mắt bến chàng căng duyệt cà rệ gồ bếch chỗ thấy thủ trạ để châu dán liều hát đại chốt bồn tổng trên đón bình bài chăm gian tài đồng chí tô kiểu bàn kiểu đồng chính quyền trường bằng di tình tế tiểu công khẩn lệnh mình kháng kiểu trò chính trị kiểu có lần biển tù chỗ pháp chó kiểu bếch đàn áp dồn kín liều bố cấu bồn xin đồng chí Tô Hiệu đề xuất bàn với đồng chí Nguyễn Lương Bằng bỏ qua hay gác lại tất cả những vấn đề khác nhau về tư tưởng chính trị, về đảng phái mà lấy nhân danh những người tù vì đế quốc pháp bỏ tù và đàn áp mà đoàn kết lại để bảo vệ mình và tạo và cải thiện cái đời sống. Xét chỗ vấn dìm bèo tù Sơn La khít bành bút lù dìm xin đạp bến chàng bên hi tờ bếp tới cứu hiệu trời cách mình cứu tế tiểu mày trên ói lám báo đồng chí tốt hiệu phần xét trần chuẩn chấu chàng liệp chi bộ đảng dìm bèo tù mày tế tiểu thuyết khát chứa dìm đồng chí cứu có lành chiến sĩ cộng sản khẩn lệnh nghị hai kháng chết trình chú bếp với diệp chi bộ bèo tù Sơn La đã tốt chàng liệp tốt hiệu tú tộc hai bìa ban chỉ huy tháo hung khá kháng chết trên chúc bếp phới diệp đại hội chi bộ biểu tù đã bầu đồng chí bếp bí thư chi bộ mai tiêu chỉ đạo trong đồng chí tô hiệu chi bộ biểu tù Sơn La đã bất lanh lóng cộng sĩ tổ chức các chiến sĩ cộng sản đấu tranh có hệ cô biểu tù đế quốc bến chàng họ tổng cách mạng kế bếp nông tống tạo căn kiểu tròi bản lĩnh lần biển cộng sản tổ trung ương đảng cộng sản châu lanh với chi bộ đặc biệt cho nên là diêm đại ban chê tổng pháo Sơn La tháng này tú cốt làn biệt đồng chí xuân bầu biệt tri ủy viên mai tiết tiểu chỉ đạo diêm đồng chí tô hiệu đồng chí khả lầy đã bế mai khen tò bi nhậu trời đi trên diêm bài khang hin các đại đồng chí con đi trá diêm bèo tù diêm bài khâu khác nay với kháng chiến buôn bài diện tổ chức lãnh đạo khác này đi xin bế trò tôn bài chính căn sĩ coi bài chi bộ tại giết này đạt châu tướng bài giết năm kiểu trời bày ói pháo cứu bếp mặn diễn biệt găng khoi buôn có làn biển cộng sản lầm bếp kháng quần chúng diêm đằng vậy có làn biển diêm đằng mài chăm mái chạy bế đảng viên lưu tò bế khít mài tổ chức chi bộ đồng chí căn nguyên tắc này chấm bằng lống chấm xun vậy còn dân chiếm chủ tù tàu bất tế đế quốc để phần xét lo con tò có làn biển xếp bông để bôn châu công với kháng chỉ bôn bắt bằng lống dân bèo tù chết trộn để bôn di đang con chuyết ghè cho nên là đặt ra cái tiêu chuẩn kết nạp đảng viên rất chặt tháng này tổng phun xuất tiêu chuẩn kết nạp đảng viên trên bất triệt lống với xuân tháng khái lần biển đảng viên mày nhớ trên tháng này xin tốt lành này bất chủ trương tại giết dầm đồng chí bí thư Tô Hiệu ông Lò Văn Mười thái vĩnh biển tướng bếp lính cai ngục dầm Úc Hàng Phan tước chi bộ nhà tù Sơn La dấu con này bất đồng chí Tô Hiệu đã bất con buồn phiên mình canh kết bệnh canh đại bên chàng cán bộ tàu con giành khách kết bệnh trên Sơn La kéo tống phải bá
Dĩ nhiên tê chuẩn cháu bị lính khốn mang canh kháng chất trình chúc với phạm chịp giết theo kháng chất trình chúc với phẩy chịp phẩy. Kế xuất biên chiếu công chịp bà tù Sơn La đã lắm quý có chức vụ này biết năng nhâm con này biết đội cây đội kéo chậm này biết phó quan chậm kháng. Giới trình chúc bếp phạm triệp chú bếp chi bộ bèo tù Sơn La khiếu tu tế tiền bằng bính chàng liệp đã kiếu tế chủ trương tàu khăn công sĩ kháng bình vận khôi chuồn con yêu tháo mua tỏi các phính biển kèm tàu. Giới như tê tổng tức chi bộ bằng tháo kiếu con chuồn tháo yêu thánh các buồn phiến các buồn sâu. Đặt vấn đề tuyên truyền vận động cung cấp các thông tin rồi là cung cấp các tài liệu. Cái vai trò đầu tiên của chúng tôi hiểu đó là nắm tóm tại giết dẹp đồng chí tổ giao đại bách trang liệp chi bộ chính thức dẹp bèo tù Sơn La kéo căn này đồng chí tiến hành điều tranh bu cớ miền mảnh buôn có làn biển vấn dẹp nay tổ dẹp tiêu bạch lệnh giết dẹp đồng chí tổ giao dẹp bèo tù Sơn La đại chính bế huấn luyện giáo buôn cán bộ chiến sĩ cách mạng nhất với có làn biển đảng viên cộng sản găng tại bến tràng có làn biển dâm con tổng bị canh hiệu trời tu hiệu điều bất thánh bốn thế tiêu mại hiền dâm cách mạng bết há tổng kháng cộng sĩ cách mạng dâm phiến biển dâm thế kỷ nghỉ chiệp để phục vụ cho cái thắng lợi của cách mạng tháng 8 cũng như là các cái công cuộc cách mạng của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Vẫn hiếu xiến trắng buồn xin xề bên máy dòng giang tốt lào vậy bành bút lù đã dèm chầm quốc khăn. Tốt hiệu vẫn xếp trên viết tài liệu viết báo trộn con cứu lãnh đạo chi bộ bèo tù Sơn La. Phạm há giảng chết kháng chất trình chúc bếp với chụp phấy, đồng chí tốt hiệu đã điếu mạnh dâm bèo tù Sơn La. Đang hít mình cô, đồng chí đã con buồn có đồng chí dâm này. Tiểu ánh vang dâm căng khoi để chết dâm của đảng bánh bung bền buôn tỏi miên tái cứu tiết tiểu buồn khâu hồn nhất. Lịch sử siêu lanh tiết tiểu công dâm đồng chí tô hiệu, tàu bách trệt tiểu trộm bài cứu trên bài lành dòng bách trồn dâm có thống biển cách bành canh bước, hiệu tranh thán dâm đồng chí nhau tròi tô hiệu. Tờ báo, tờ giải phóng. Có đang u khoái báo giải phóng tổng xếp bài bài báo này biết nó vắng điếu bệnh cằn kiểu trời tô hiệu bài báo nay tôi xuất bản biệt trì khai kháng chất trình chúc bếp với chèm bằng dồn này biết dịch hắn quý giấy dập đồng chí tô hiệu cho xếp lại chành có tiểu công dấu biến dập đồng chí trận trình dù bất đồng bí thư dập đảng cộng sản trung ương dìm phái đại bất đồng biên tập dìm của báo cờ giải phóng dù bất kháng lành biển dìm con miền hang phi ai căn chế khiếu bất hắn này này biết dịch tiêu trên bế mại chán đỏ tại kiểu dìa chia tổng chế độ mai chế tế dù bất con tháo buôn muốn tòa xếp muốn có tháo tô hiệu khách lành biển đã tấn với đấu tranh ta kêu có dêm dẹp vùng đã biết chàng dêm ta kêu có dêm út dù tù ni tổng xếp máy lục khúc có tốt đó là một tinh thần thương dân này biết chàng em kêu trời di ngắm lành biển dân ói biển dân kéo nhét với xiến biển dân ánh thêm với mạng biển dân liệu chế liệu đẳng có trò tổ chức kiểu bất chủ công cách mạng tế tiêu tranh tố mại trói bột thân đi trá chia bộ mỏng bột tố mại cáo tàn chia với có thoáng biển cán bộ căng tài hộ tổ tố mại chấm tiêu dìm công sĩ chế lập đảng dìm đồng chí tô hiệu kiểu có lần biển đảng viên chi bộ bèo tù Sơn La này biết hiểu trời trách nhiệm làm tế công vầy dân vầy quốc vầy hiền phú dìm biển dân. Phạm chìm dậy gắn biển chìm bếp gắn cho công cách mạng. Sì quý giấy dìm đồng chí tô hiệu. Mắt chơi bếp trăm tắng dịch tiều mài nàng. Này bếp khói con buôn dịch khả lầy. Chốt cá tốm mài khiến bài sang dìm có làn biển cộng sản Việt Nam dìm tiều cao. Bình chó can đồ liệp buôn phính biển tự do kiếu khỉnh phú buôn bố tỏi. Không biểu cầu vậy đồng chí tô hiệu chúng việc cố gắng chậm giấy trộn vấn dâm bèo tù Sơn La bắt chết biến chẳng phắng quân kiều trời đàm biên ná thù trả tổng xếp mát màu này biết tiểu bằng xiến dâm găng khôi tốt mỏi phiền nì khôi dâm kháng tế bèn mày coi dâm phải bá xấu dâm không biểu cầu con tò canh nông búa béo biển các bạn tô hiệu tổng xếp kháng ánh pháo dâm toán kiểm tàu tế vây dâm tạ hữu yên hai kháng
phim tàu lên biển kích mệnh, dím bài khái tăng, trên nháo, toàn bình can tiếng giặc tiếp vây, vun tháo gan hồi chứ chẳng bày.